chào anh em. Sau một thời gian thử nghiệm thì nó gặp phải một số vấn đề như sau. Thì mình làm cái lưỡi này nó sát với gầm á, nên khi làm cỏ nó có sự dao động á, nó sẽ bị cọ sát, nó thấy hết mấy cái con ốc này. Với lại động cơ điều khiển đây là động cơ không bụi than, nên là mình sử dụng mặt điều khiển của xe đạp điện á, là khi chúng ta chuyển động tiến lùi và đột ngột á, nó sẽ ngắt tín hiệu, nó không cho điều khiển. Vì ví dụ như khi đang tiến mà chúng ta muốn lùi ngay lập tức thì nó sẽ không cho chúng ta lùi ngay lập tức, mà chúng ta phải dừng chuyển động sau đó mới lùi lại được. Và cái bộ chuyển động qua xích đây thì mình sử dụng nhông thẳng răng chuyển xuống nhông 52 răng, thì nó không có khá nhanh, mình sử dụng 8 răng chuyển xuống 52 răng để giảm tốc độ, nhưng nó vẫn khá là nhanh, nên điều khiển nó rất là khó điều khiển, nó sẽ chạy lung tung lên răng, tốc độ quá nhanh. Mình xin tạm dừng video ở đây để về xử lý và chỉnh sửa một số vấn đề lái xe này để cho nó hoàn thiện hơn. Hẹn anh em ở clip sau nhé. Ở đây mình có sử dụng con ốc thôi, có thể dùng để điều chỉnh lên xuống, mình muốn nâng lên nâng xuống hạ xuống thì mình điều chỉnh ốc này cho nó lên xuống, nhưng mà nó khá cao. Nếu mà vùng đất bằng thì nó khá cao so với mặt đất, nhưng những vùng đất trà đồ thì có độ nhấp nhô của đất á, nó ổn định hơn. Còn ở vùng đất bằng thì nó hơi cao so với mặt đất, mình sẽ cải tiến cho nó thấp xuống một tí nữa. Và cái bộ điều khiển bơm cắt cỏ đây mình sẽ thả nó thấp xuống thêm một tí nữa để nó cắt cỏ được sát hơn nhé. Hẹn anh em ở clip sau. Bye.